một. Đường lối Chúa băng qua biển dòng, làm sao con biết đường lối của Ngài sẽ nước mênh mông. Và phần kết thúc hát tại phần điệp khúc nữa. Và kết thúc như sau ạ. Trở nên bài ca chan hòa. Điều chỉnh phần kết thúc như sau ạ. Sau đó, bốn phách thì chúng ta sẽ hát vui mừng. Vui mừng khi người ta bảo tôi, ta về thăm nhà cha chúng ta. Ba, bốn phách. Sau đó chúng ta sẽ vào nhịp số 1 ngay ạ. Vui mừng khi người ta bảo tôi, ta về cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu yêu, đức vui thay thân trong ngày ấm tan với cha. Đừng quên phước các bạn điều gì nữa cho các bạn lần. Xin hát cùng các bạn, xin trong lời nhạc và. Một cơ ta về đây xanh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Đừng cần tiên hoa quên đêm vận thánh của người, tiến viên bước quan truyền hồng ân của Chúa trời. Ta hát mừng tình yêu của Chúa ta. Yeah.
Thank you.
Nhân chân cha và con và thân thân. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta bước vào trong năm đức tin. Chúng ta đào sâu đức tin. Chúng ta sống đức tin, chúng ta cử hành đức tin như trong thánh lễ hôm nay, nhưng cũng để loan báo tin mừng, loan báo đức tin. Vì thế, trong những sinh hoạt chuẩn bị hôm qua và sáng hôm nay là để dẫn đưa chúng ta đến cao điểm là thánh lễ cầu nguyện xin ơn loan báo tin mừng. Tôi mời gọi tất cả chị em, chúng ta hãy sốt sắng tham dự thánh lễ này để cầu xin Chúa cho tin mừng, cho tình yêu cứu độ của Ngài được loan báo rộng rãi, chân thành và sống động qua lời và qua chính cái chứng tá đời sống của chúng ta. Xin Chúa thương tha thứ những tội lỗi và những thiếu sót của chúng ta để chúng ta được xứng đáng cử hành thánh lễ này. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều xấu xa. Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Oh,
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được ơn nhận biết Chúa. Chúa lại muốn đón nhận tất cả vào nước Chúa hiến tri. Xin đưa mắt nhìn cánh đồng truyền giao thật bát ngát bao la, và gửi nhiều tay thơ lành nghề đem tin mừng đến cho mọi loài thu tao. Nhờ đó, từ các dân tộc trên khắp hoàn cầu sẽ xuất hiện một dân mới không ngừng phát triển. Đó là đoàn dân được lời Chúa quy tụ và được các bí tích của Chúa nâng đỡ phù trì. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Jerusalem. Bài trích sách tiên tri Zacharia. Đây Chúa các đạo binh phán, sẽ có các dân tộc đến đây trú ngụ trong nhiều thành phố. Các dân cư sẽ ra đi, người này bảo người kia rằng, chúng ta hãy đi cầu khẩn tôn nhan Chúa và tìm kiếm Chúa các đạo binh. Còn ta cũng ra đi. Sẽ có nhiều dân tộc và những cường quốc đến tìm kiếm Chúa các đạo binh ở Jerusalem và khẩn cầu tôn nhan Chúa. Chúa các đạo binh còn phán thế này: trong những ngày ấy sẽ có 10 người thuộc mọi tiếng nói của dân tộc nắm lấy gấu áo một người Do Thái mà thưa rằng, chúng tôi cùng đi với các ông, vì chúng tôi nghe nói rằng Thiên Chúa ở cùng các ông. Đó là lời Chúa. Cho toàn dân Chúa.
bài trích sách công vụ tông đồ. Bấy giờ ông Phaolô và ông Ba-na-ba mạnh dạn lên tiếng: anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại. Vì Chúa truyền cho chúng tôi thế này: ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ đến tận cùng cõi đất. Nghe thế, dân ngoại vui mừng tôn vinh lời Chúa, và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời đều tin theo. Lời Chúa lan tràn khắp miền ấy. Đó là lời Chúa. Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau